Clip này thì sẽ hướng dẫn đệm hát bài Ai chung tình được mãi. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Trời ơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay thì Ngọt Gan sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm hát bài Ai chung tình được mãi với phần intro, đệm lót đoạn 1, đoạn 2, đệm điệp khúc, gian tấu và kết thúc. Chúng ta sẽ cùng học hết bài luôn nha. Và bài này á thì nam là sẽ hát trên giọng là mi thứ, nữ là nam là mi fa son la si, nữ là si thứ. Nhưng mà thì sẽ hướng dẫn trên giọng la thứ cho những bạn nào cơ bản muốn tập thì nó sẽ dễ hơn. La thứ trên bót trừ 5 là biến thành mi thứ. La thứ trên bót cộng 2 là biến thành si thứ. Rồi, bây giờ bài này chúng ta sẽ chơi trên điệu slow bop hoặc là điệu ballad tempo là 65 cho tới 70. Và băng tiếng thì chúng ta sẽ chơi băng tiếng ballad. Tiếng kèn nè, tiếng chuông nè, tiếng piano nè, tiếng string nè, tiếng violon nè. Đó, những ai mà đã cài bộ dữ liệu sampler điệu tiếng của Thiện thì chúng ta sẽ lấy điệu slow bop band để chúng ta đánh. Còn băng tiếng thì chúng ta sẽ lấy cái băng ballad trong cái bộ sampler của Thiện Organ. Còn những ai mà chưa cài sampler của Thiện thì chúng ta có thể xài những điệu có sẵn trong đàn của mọi người cũng được. Còn không, mọi người muốn có dữ liệu hay thì có thể liên hệ Thiện để cài đặt cho nó hay. Rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn phần intro nha. Rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người intro bài Ai chung tình được mãi. Dậy chưa? Đó là cái intro. Bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người intro nha. Intro thì chúng ta sẽ chơi đoạn đầu là tiếng piano, lần hai chúng ta sẽ trộn tiếng violon vào. Rồi mọi người mà muốn biết cái tính năng trộn tiếng như thế nào thì có thể là hướng dẫn trộn tiếng trên đàn Yamaha, Thiện có làm một clip hướng dẫn đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu intro đầu tiên nè. Re mi son do si la hai, si do si la son hai ba, la si do si la son mi hai ba. Rồi chúng ta sẽ trộn tiếng violon và chúng ta sẽ đánh đoạn vơ hai tiếp theo. Rồi, thì sẽ đánh lại đoạn số 2 nha. Re mi son do si la hai, do si la si son mi hai, mi re do son son la si la hai ba bốn. Là chúng ta sẽ bấm phiêu A để chúng ta vô hát đoạn bình minh ơi dậy chưa. Và bây giờ thì cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phần hợp âm luôn. Thì bài này chúng ta sẽ sử dụng những hợp âm cơ bản, đó là ví dụ như là la thứ là đô mí, rê thứ là rê phá, mi thứ là sòn si mí, đô trưởng là sòn đô mí, pha trưởng là đô phá, son trưởng là sòn si rế. Nhưng đối với bài Ai chung tình được mãi này, chúng ta sẽ sử dụng những hợp âm thứ bảy thì nghe nó sẽ hay hơn. Và Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bộ hợp âm nâng cao nè. La thứ bảy nè, sòn la thứ bảy, chúng ta bấm là sòn la đô mí, rê thứ bảy, rê pha la đô, mi thứ bảy, mi sòn si rê, pha major bảy, pha la đô mi, son bảy, sòn si pha, đô major bảy, đô mi sòn si. Đó là những hợp âm nâng cao chúng ta áp dụng vào bài Ai chung tình được mãi, nghe sẽ rất là hay nha. Rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người đoạn số 1 của bài Ai chung tình được mãi. Rồi bây giờ Thiện sẽ đệm mẫu đoạn 1 bài Ai chung tình được mãi, sau đó Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi hoài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi.
đôi khi ta gặp nhau. Đó, chúng ta có một câu nhảy lên. Bây giờ rất là đơn giản luôn. Cái verse 1 á, khi mà chúng ta đệm điệu ballad hay bất kỳ điệu nào mà slow bop á, thì chúng ta đoạn 1 thì chúng ta cứ lấy tiếng piano, chúng ta dập piano đi. Ví dụ như la thứ thì chúng ta sẽ lập tổ hợp phím 4 lần. Mi la đố nè. 1 2 3 4, thấy không? Là la thứ chúng ta đánh 4 cái nè. La 2 3 4. Rồi mi thứ thì chúng ta sẽ đánh là mi son si. Mi 2 3 4. Rê thứ thì chúng ta sẽ bấm là rê pha lá. Rê 2 3 4. Rồi cứ thế chúng ta sẽ luyện nhuyễn ba hợp âm đi. Rồi chúng ta thấy trên màn hình á là rớt hợp âm nào thì chúng ta dập hợp âm đó thôi. Ví dụ la mi rê nha, bắt đầu luyện nè. La 2 3 4. Mi thứ 2 3 4. Rê thứ 2 3 4. À, tương tự ba hợp âm trưởng là đô trưởng thì chúng ta sẽ bấm là mi son đô, đô trưởng nè. Đô 2 3 4. Son trưởng, son si rê. Son 2 3 4. Pha trưởng, pha la đô. 2 3 4. Si dim là si rê phá. Đó, là chúng ta sẽ luyện những cái tổ hợp âm là sáu những hợp âm cơ bản, rồi chúng ta thấy trên màn hình hợp âm nào thì chúng ta sẽ dập hợp âm đó, rất là dễ luôn. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Rồi, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người đồng một. Nhưng mà còn cái câu cuối lót vào thì sẽ hướng dẫn nè. Ngay chỗ yêu thì bỏ đi nè. Yêu thì bỏ đi. 2, 3 rồi, nó có một cái câu chạy, thấy không? Yêu thì bỏ đi, chúng ta đếm 2, 3. Bỏ đi. 2, 3. La si đô mi la si đô. Chậm nha. Yêu thì bỏ đi. 2, 3. La si đô mi la si đô. Là rớt ngay cho chữ đôi luôn á. Yêu thì bỏ đi. 2, 3. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách. Rồi, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn số 2. Rồi, bây giờ Thiện sẽ bắt đầu để mẫu đoạn số 2 và hướng dẫn cho mọi người nha. Đôi khi ta gặp nhau sống trong cô đau, đôi chân mang lặng thinh, không hề toàn tình. Em ơi, dừng lại, dành chờ hay khóc, hay đau vì ai? Khóc vì đau vì duyên tình đã sai. Nhiều khi muốn tình nhưng sợ cô đơn. Rồi, mọi người vừa mới nghe Thiện hướng dẫn đàn mẫu rồi. Bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn chậm đoạn 2 nha. Đó, chúng ta tới chữ nhau chúng ta mới lót nha. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách. Đó, vừa đàn vừa hát cái câu này là không có được nha. Rất là khó luôn, phải có người hát cho mình. Này, cái câu nè. Đôi khi ta gặp nhau là đô rê mi la si đô si. Đó, chúng ta lót câu đó thôi. Để dạy nhau cách sống trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh sao thấy ngờ. Tới chữ thinh á là chúng ta sẽ lót cái câu rồi. Đôi chân mang lặng thinh là si đô rê mi son mi. Nè, đôi chân mang lặng thinh giữa một người không hề toàn tình. Rồi, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ lấy tiếng string. Rồi, đôi khi anh nè. Đôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang si đang đâu vì ai. Đô đô si 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 mi la. Đó, chúng ta sẽ đè string nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chạy câu điệu khúc nè. Đô đô si si la 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 la. Đó, rồi chúng ta sẽ thực hiện cái câu chạy string là la si đô mi la si đô rê đô. Là nó rớt ngay cho chữ muốn nha. Giờ Thiện sẽ làm lại cho mọi người nghe nè. Khóc vì đau vì duyên tình đã sai, nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơn.
Rồi như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người đệm là intro đoạn 1, đoạn 2. Bây giờ sẽ qua đoạn 3. Trước khi qua đoạn 3 thì Thiện xin giới thiệu cho mọi người thấy mọi người có nhu cầu cài đặt Xamarin dữ liệu tiếng thì có thể liên hệ Thiện. Và mọi người có nhu cầu đăng ký giáo trình học đàn organ hoặc là piano guitar online thì cũng có thể liên hệ Thiện. Thiện hướng dẫn rất là chi tiết và bài bản luôn nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần điệp khúc. Rồi bây giờ thì sẽ bắt đầu đệm mẫu đoạn điệp khúc bài Ai chung tình được mãi cho mọi người nghe nha. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ rằng nỗi nhớ vu vơ gian gian diêu diêu mập mờ. Thì đi em, đâu ai chung tình được mãi. Ừ thì anh một mình nhưng giờ cô đơn, dù từng đã nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Vì hòa tan muốn cô đơn tận với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Đó là đoạn điệp khúc chúng ta chỉ đánh đề string rất là cơ bản luôn, thì hướng dẫn cơ bản cho những bạn nào mới học rất là hay luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học phần điệp khúc và chúng ta sẽ lấy tiếng string nha mọi người. Nhưng mà Thiện sẽ lồng thêm cái tiếng piano cho mọi người dễ nghe thôi. Đó. Còn khi mà mọi người đệm thì mọi người chỉ đệm tiếng string thôi nha. Đó, Thiện đánh cái tiếng piano cho mọi người dễ nghe dễ học thôi. Giờ Thiện sẽ cùng đọc nè. Chúng ta sẽ phiêu xê nha. Nhiều khi muốn là chúng ta rớt ngay chỗ đố nè. Nhiều khi muốn đố, rớt ngay chỗ đố luôn. Nhiều khi muốn đố một mình nhưng sợ cô đơn son, sợ cảm giác lá trong vắng môi ngày đồ môi lớn mỹ. Rồi chúng ta đi thêm câu rê mi son đố. Rê mi son đố là rất ngay chỗ sợ vào nỗi nhớ đó. Sợ vào nỗi nhớ vu vơ gian gian diêu xí mập mờ. Năm chưa đồ đã son đón lá. Rồi đi tiếp, chúng ta sẽ thực hiện phiêu xê một cái nữa để chúng ta qua cái đoạn ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn, thấy không? Rồi chúng ta sẽ đi tiếp với câu là rê mi son thích đố nhưng sợ cô đơn son, dù người đã nói lá như thế có lẽ đồ sẽ tốt hơn mi. Rê mi son đi tiếp. Vì rằng là chẳng muốn yêu ai, chúng ta sẽ đánh là rê mi son đố yêu ai cho nên với những đêm dài. Si nghĩ đi em đố, đâu ai son chung tình được mãi lá. Rồi rất là dễ luôn, cứ điệp khúc là chúng ta đè string vào những cái nốt nhắn. Đó là cái kỹ thuật cơ bản nhất. Ngoài ra để chia sẻ thêm cho mọi người mà đã xem clip này mà muốn đánh nâng cao thì bây giờ Thiện sẽ fill string ha. Fill string có nghĩa là cũng cái câu đó chúng ta không đánh nốt chính mà chúng ta sẽ đánh những cái nốt phụ, những cái nốt bè phụ hơn. Và Thiện sẽ làm một clip khác để hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Cái clip trong này Thiện sẽ đàn cho mọi người tham khảo thôi. Còn cái tính chất học cơ bản thì mọi người vẫn phải phát huy lên. Bây giờ Thiện sẽ đánh nâng cao nha. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng môi ngày mỗi lần, sợ vào nỗi nhớ vu vơ gian gian diêu diêu mập mờ. Cô đơn dù từng thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chờ dập vào nỗi nhớ vu vơ gian gian diêu diêu mập mờ. Khi đi tình được mãi. Đó là cái Thiện vừa mới đàn là Thiện đánh phiêu. Đó, những ai mà tham khảo được thì tham khảo, còn không thì chúng ta cứ học cơ bản đi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua phần gian tấu. Rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người phần gian tấu của bài Ai chung tình được mãi. Gian tấu thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đàn lại cái intro, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng phiêu xê và tiếng guitar lead.
Cái thứ hai chúng ta sẽ đánh lại nguyên cái điệp khúc luôn để chúng ta làm cái phần gian tấu, sau đó chúng ta sẽ về lại đoạn số 2 là đôi khi ta gặp nhau. Bây giờ Thiện sẽ bắt đầu thực hành cái đoạn gian tấu cho mọi người xem nha. Rồi. Rồi gian tấu nghĩa là dạo giữa đó. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Giờ lại đoạn 2. Đôi khi ta gặp nhau thanh. Đó, chúng ta về lại đoạn 2. Đó là gian tấu bằng cách chúng ta đánh bằng guitar lead. Còn nếu mà chúng ta có muốn sự một sự thay đổi hơn thì chúng ta có thể bê nguyên cái đoạn điệp khúc số 2 á, để chúng ta dặn lại. Ừ thì anh thích một mình cô đơn à, chúng ta có thể áp dụng như này. Đây, nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Rồi bắt đầu gian tấu lấy đoạn điệp khúc số 2. Viết một tiếng cô đơn. Đó, sau đó chúng ta về cũng về lại đoạn 2. Đó là hai cái kiểu gian tấu rất là cơ bản luôn. Như vậy Thiện đã hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người cái phần gian tấu rồi, nhưng mà nó có một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật kéo bend. Đó cũng là những cái nốt giống như intro nhưng mà chúng ta phải đánh guitar lead và kéo bend như thế nào, thì mọi người hãy lên YouTube xem clip hướng dẫn kéo bend của Thiện Hoàng Gan, thì hướng dẫn rất là chi tiết luôn, và mọi người tham khảo thêm trên đó. Ok, rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người phần kết thúc. Rồi clip này là sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm đoạn điệp khúc của bài Ai Chung Tình Được Mãi, gọi là chúng ta sẽ đệm cái khúc mạnh và khúc nhẹ nha mọi người. Mạnh và nhẹ thì chúng ta sẽ đệm như thế nào. Sau khi chúng ta gian tấu thì chúng ta sẽ về lại đoạn 2 là đôi khi ta gặp nhau, sau đó chúng ta sẽ hát tiếp một lần điệp khúc và chúng ta sẽ quay lại một lần điệp khúc nữa để chúng ta đánh đoạn nhẹ và đoạn mạnh. Bây giờ thì sẽ bắt đầu đàn mẫu cái kiểu nhẹ và mạnh như thế nào, thì sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. Điệp khúc số 3 bắt đầu. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lớn. Đó, dập piano thôi nha mọi người. Sợ dầm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Rồi phiêu đê luôn nè. Ừ thì anh thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù từng đã nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Vì chẳng là chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Đi đi em, đâu ai chúc mình được mãi. Rất là hay luôn nha mọi người. Và mọi người vừa mới nghe Thiện đàn mẫu cái đoạn nhẹ, đoạn mạnh và đoạn kết luôn. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người. Ok. Rồi, chúng ta khi mà chúng ta đánh cái điệp khúc đoạn nhẹ thì chúng ta sẽ sử dụng là phiêu A cho nó nhẹ, và chúng ta sẽ lấy tiếng piano chúng ta dập thôi. Và dập piano như thế nào thì lúc đầu chúng ta đã học ở vơ 1 thôi. La thứ thì chúng ta cứ dập 4 cái như thế này. Mi thứ cũng dập 4 cái xuống, đúng không? Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô mi. Dập 4 cái. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Tiếp nha. Sợ chạm vào nỗi nhớ 4 cái. Gian gian diêu diêu 4 cái. Năm chưa xong. Rồi ngay chỗ đã vội là chúng ta sẽ lấy cái tiếng guitar lead nè. Chúng ta sẽ đè quãng Năm chưa xong là chúng ta sẽ đè quãng 4, có nghĩa là la rê. Năm chưa xong đã vội là mì si. Đã vội đổ vỡ là mì la, thứ là mì la. Sau đó chúng ta sẽ phiêu đê lên, chúng ta đè cái tiếng guitar rock cho nó cao trào, nó mạnh lên. Rồi
Bây giờ thì sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách đánh tiếng guitar rock như thế nào, đệm guitar rock đó. Thì á, khi mà chúng ta muốn đệm, chúng ta không phải là đệm một nốt đâu, chúng ta phải đệm hai nốt. Ví dụ như la thứ thì chúng ta sẽ đệm là mì la, rê thứ chúng ta sẽ đệm là rê, mi thứ chúng ta sẽ đệm là xì mi, pha trưởng chúng ta sẽ đệm là đồ pha, son trưởng là rê son, đô trưởng là son đô. Đó, giờ thì đánh chậm cho mọi người nghe cái đoạn số 4 nè. Chúng ta sẽ đè vô nghe rất là cao trào, nhìn cái nốt thiện đánh nha. Ừ thì anh la 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 đô mi xì mi á. Đó. Dù từng đa phá ba 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 son 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 đô trưởng mi thứ chỉ là chẳng la 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 thứ. Bây bây thơ rê thứ nghĩ đi rê bây thứ đâu ai chung tình được mãi đó. Chúng ta khi mà chúng ta đè nó sẽ cao trào nhất có thể. Rồi bây giờ như vậy là thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người đoạn mạnh và đoạn nhẹ. Bây giờ thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người đoạn kết thúc của bài ai chung tình được mãi luôn. Rồi thiện sẽ đánh chậm lại lần nữa nha. Nghĩ đi em, nghĩ đi em đâu ai. Đó, chúng ta sẽ rải một cái nè, chúng ta sẽ bấm ending rải nè, đâu ai, rải piano ra. Đó, chúng ta sẽ rải cái nốt là mi, son, si, rê. Rồi tiếp mi, son, si, rê, mi, cái tổ hợp. Nghĩ đi em, đâu ai. À, rồi chuẩn bị rớt chữ mãi nè. Chung tình được mãi là mi mi rê rê đô đô mi, là mi mi rê rê đô đô rê mi là. Đó, cái câu kết rất là hay nha mọi người. Đó, rớt ngay chữ mãi chúng ta sẽ đánh nè. Là mi mi rê rê đô đô mi, là mi mi rê rê đô đô rê mi là. Rồi, như vậy là Thiện đã hướng dẫn hết cho mọi người 5 phần đệm của bài ai chung tình được mãi. Mọi người có nhu cầu học đàn online hoặc là đăng ký mua đàn hay là cài đặt dữ liệu có thể liên hệ Thiện qua số điện thoại bên dưới nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe.